Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chính sách sản xuất kinh doanh xăng sinh học E5. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xem xét, nghiên cứu việc báo chí phản ánh về chính sách sản xuất kinh doanh xăng sinh học E5A92. Chi phí sản xuất ethanol hiện khá cao, nếu không có biện pháp, người tiêu dùng sẽ bị thiệt thòi khi buộc phải dùng xăng E5. Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cho biết, để triển khai lộ trình thay thế xăng RON 92 bằng xăng E5, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, chưa kể phải tốn một khoản tiền không nhỏ khi chuyển đổi sang kinh doanh E5. Ước tính tùy theo quy mô mà chi phí đầu tư cho trạm phân phối khác nhau, nhưng bình quân một trạm tốn khoảng 10 tỷ đồng. Việc phân phối trộn xăng sinh học E5 chủ yếu dồn hết vào một số doanh nghiệp. Bất cập nhất hiện nay là giá bán xăng E5 hiện nay chỉ rẻ hơn xăng RON 92 100 đồng một lít, nên tiêu thụ khó khăn, trong khi chi phí đầu tư cho hệ thống chứa khá tốn kém, nên hầu hết doanh nghiệp đều không mặn mà với xăng E5.